Các cụ đã thương thì không thể nào thoát đường trúng số. Một phụ nữ đã trúng gần 87 tỏi sau khi mơ thấy hai dãy số lặp đi lặp lại suốt thời gian dài. Nice. Có không ít người tin rằng những giấc mơ đều có ý nghĩa, đặc biệt là những giấc mơ lặp đi lặp lại. Và với một phụ nữ 54 tuổi ở Malaysia thì những giấc mơ lặp lại của bà đúng là có ý nghĩa thật. Người phụ nữ này làm nghề kinh doanh nhỏ, kể rằng bà đã nhiều lần mơ thấy hai dãy số là 3887 và 5785, cả trong những giấc mơ và trong đời thực. Bà chia sẻ, đặc biệt dãy số 5785 cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi từ rất lâu nay. Nên cuối cùng tôi đã nghĩ, mình cứ thử vận may mua xổ số một lần, xem sao. Ngoài ra trong một lần đi thăm họ hàng, bà nhìn thấy vài chiếc ô tô mang biển số có đuôi là 3887. Điều này khiến bà càng tò mò và trên đường dừng lại mua ít trái cây để đem đến nhà họ hàng. Bà thấy bên cạnh quầy trái cây là đại lý xổ số nên quyết định vào mua luôn. Cuối cùng, hai dãy số mà bà gặp nhiều lần, cả trong mơ lẫn ngoài đời thực, chính là hai trong số 3 dãy số trúng giải thưởng lớn vào ngày 29 tháng 3 vừa rồi. Tổng số tiền trúng thưởng của bà là 16,3 triệu ringgit, tương đương 86,8 tỷ Việt Nam đồng. Người phụ nữ này không thể tin nổi là cả hai dãy số đều trúng giải, nên thậm chí còn phải nhờ con trai kiểm tra lại xem có đúng không. Thế là với bà, giấc mơ đã thành hiện thực, theo đúng nghĩa đen. Bà nói, cuối cùng thì bà cũng có thể mua được một ngôi nhà cho cả gia đình và mời cả nhà đi du lịch vì đã nhiều năm rồi chưa có kỳ nghỉ nào. Ngoài ra, bà còn dành một phần tiền để quyên góp từ thiện. Chả biết các anh em thấy sao, chứ tôi tầm này đi thắp hương khấn tổ tiên đây. Với cả từ nay đừng có thức khuya, phải đi ngủ đúng giờ để còn mơ nữa chứ. Đúng, hợp lý. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi 8TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị, bạn nhé.